Đôi khi trong cuộc đời của mình sẽ có những phần thi mang tính quyết định. Sự lựa chọn của đôi tay có thể sẽ quyết định những con đường rất khác nhau cho đôi chân của mình. Năm 2007, người dẫn nam của cuộc thi này là MC Anh Tuấn, và anh ấy nói như thế này: chúng tôi xin mời trở lại sân khấu thí sinh mang số báo danh 888, Ngô Phương Lan. Thí sinh Ngô Phương Lan, 20 tuổi, trở về Việt Nam tham dự cuộc thi này từ Thụy Sĩ. Nếu đăng cao Hoa hậu Thế giới người Việt, bạn nghĩ cuộc sống và tương lai của mình sẽ thay đổi ra sao? Khi là mình không lấy chồng. Và nghề nghiệp thì nếu mà theo đúng nghề, ngành ngoại giao, thì chắc là em đang đi làm từ thiện ở những quốc gia mà đang xung đột như là Afghanistan bây giờ, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, ngày hôm đó Ngô Phương Lan rất xứng đáng, không phải may mắn, rất xứng đáng cuối cùng trở thành Hoa hậu Thế giới người Việt trong cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức. Kính thưa ban giám khảo, em nghĩ rằng là... cách đây hơn một thập kỷ rồi. 14 năm. Cho nên là em nghĩ là từ cái một cô sinh viên cho đến bây giờ là cái dựa tông nó cũng đã trầm đi rất là nhiều. Bạn ấy đã tập điệu lung linh mai vàng trong vòng 4 tháng trời để chuẩn bị cho sự kiện Tết. Điệu múa công, một cái bộ mà trông nó như là cái đuôi của con công ấy, thì sẽ phải cầm như thế này luôn luôn. Tay này thì phải trả vờ là cái đầu của con công. Qua ai bảo qua. Ban nhạc đã nói rằng đó thực sự là công rồi, chứ không phải là một loại gia cầm nào khác. Vâng, thưa quý vị, phần thi Vua Tiếng Việt trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần, và tôi xin phép được đọc câu đầu tiên. Nói năng nên luyện luôn luôn, lời nói lưu loát luyện luôn lúc này, lẽ nào nao núng lung lay, lên lớp lú lẫn lại hay nói lầm. Bây giờ sẽ là phần thi của thí sinh Ngô Phương Lan. Em không dám đọc nhanh nữa. Lùi đậu lột, đậu luộc, đậu đậu luộc, đậu lột, đậu lùi. Đây rồi, làng đành lợn nái năm nay lọt lòng lứa non lắng lửa làn lòng lão lông lũng. Với tốc độ đấy, LN là cả một vấn đề nớ. Hello, I'm unknown. Phương Lan nói rằng là với tiếng nghệ thì bạn ấy hoàn toàn có thể hiểu được nếu như mà nói chậm. Dòm chị nở răng đẹp, mà răng mài chị nó chịu lấy nhống ấy. Dòm răng ấy nhỉ? Không phải dòm, nó răng. Không. Chị không chịu lấy nhông. Lấy nhông là lấy gì? Lấy chồng ấy. Lấy chồng. À, dòm chị nhìn thấy chị đẹp mà tại sao chị không chịu lấy chồng? Đúng rồi ạ. Lần đầu tiên em nghe em tưởng là bảo răng em đẹp. Trong quãng thời gian mà 2 năm bạn về Việt Nam, bạn có cảm thấy thiếu thốn điều đó không? Sự buồn vã, mọi người gặp nhau mọi người không hôn nhau nữa. Có, em cũng thấy hơi thiếu thốn. Mừng chị Ngô Phương Lan, một vị khách hàng rất đặc biệt đã trúng giải đặc biệt. Wow. Một chuyến du lịch của công ty du lịch CHCT của chúng tôi. CHCT, tên viết tắt của công ty Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Bạn đấy còn có hàng trăm, hàng nghìn những cái loại sô-cô-la khác nhau. Anh có thể có sô-cô-la là để mặt nạ, có những cái massage đặc biệt với sô-cô-la. Thế vận hội London năm 2012, Ngô Phương Lan, một trong những người đã đại diện cho Việt Nam trên cuộc hành trình đưa ngọn lửa thiêng trở về với London năm 2012. Trao trả lại ngọn đuốc cho bạn. Cái điều mà làm cho em cảm thấy rất là hồi hộp là hai bên đường là có hàng trăm, hàng ngàn người. Dân địa phương cũng là những cái người mà từ các quốc gia khác nhau đến để cổ vũ. Mà không biết là cái người mà đang chạy, không biết là ai hết cả. Đúng nhưng rồi, mà họ không vẫn, phải ai cũng biết. Họ vẫn gieo hò và họ vẫn cổ vũ, cho nên là lúc đấy là mình cảm thấy là khí thế đầy người. Xong rồi mình cũng gieo hò theo họ. Rước ngọn đuốc của Thế vận hội năm 2012, sau đó là bạn cũng đã dẫn chương trình tại một sự kiện rất quan trọng, đó là APEC. Sau mỗi sự kiện như thế thì bạn bè quốc tế phản hồi với bạn như thế nào? Càng ngày càng có nhiều bạn bè trên quốc tế muốn quay trở lại Việt Nam để có thể là trải nghiệm thêm về văn hóa và nền ẩm thực và nghệ thuật. Cho nên là những cái năm vừa qua là em đón khách rất là nhiều.